Đài Phương Nam vui lắm à nghe. Đi không có bao nhiêu năm mà thay đổi quá chừng, từ nhà lá lên nhà tường hết trơn. Nhớ hồi đó cái trạm xá tôi đẻ mấy nhỏ là ở ngoài đầu đường á, mà sao giờ nó xây cái gì vậy ta, thay đổi chóng mặt luôn à. Cái gì vậy trời? Cái bà thì vô duyên vậy. Bà làm gì bỏ ốm tôi? Tiêu tan hết trơn á, trời ơi, trời ơi, banh chành rồi, trời chết rồi, trời ơi. Con kia ở đâu? Ơi. Vậy? Có sao không? Tôi không có sao rồi đó. Nhưng mà cái này có nó sao nè, là tôi tự giận đó. Trời đất ơi, có cái xe mà làm quá à. Có cái gì tôi đền. Cái xe quăng ngoài đường mày thèm lụm làm thì ghê. Ủa con mẹ này ở đâu mà cái khẩu khí lớn như người ta? Cái giọng này nghe quen quen nè. Quen gì, ai quen biết gì đâu. Ai quen biết gì đâu. Bà ở đâu hả? Tôi ở số này. Số này bà dở khăn cho tôi coi coi. Dở khăn gì? Sức mỹ phẩm bị dị ứng cả nội. Dị ứng? Ừ. Bây giờ ai cũng nói vậy hết á, dở cái mặt ra cái mặt xấu quắc rồi. Ai xấu? Ai xấu? Giận chơi, giận chơi chứ. Giận chơi. Tôi giới thiệu cho chị biết, tôi thứ năm. Biết rồi. Thợ xóm này đó ai cũng gọi tôi là ông Năm. Ừ. Dạ. Không lẽ anh Năm? Ừ. Tôi thì gà trống nuôi con. Phải không? Đó. Thành thử đã nhờ chiếc xe đạp đây nè. Chứ không có tiếc nấu gì nó hết á. Nhờ nó đó mà tôi đi chợ hàng ngày á, tôi mua thực phẩm này nọ về nấu nướng cho tụi nhỏ nó ăn đi mà. Cha ơi, giờ giỏi dữ vậy đó hả? Thôi bây giờ có người nào cũng tanh bành hết trơn rồi. Tôi đi về nha. Không có. Ủa? Sao đâu, xe không sao. Rồi, không sao phải không? Rồi tôi đi về. Đổi tánh hiền nào vậy trời. Ông anh. Gì vậy? Quay. Gì nữa, kiếm chuyện gì nữa đây? Cho hỏi thăm chút. Nói nghe. Gì? Ông ở xứ này ông biết ông Bảy Đò không? Gì? Ông Bảy Đò. Bà là ai biết ông Bảy Đò? Hỏi thăm vậy đó. Ông Bảy Đò đó. À quên nữa. Không cần hỏi. Là tại vì á, ba tôi giàu quá mà. Ở xóm này là đò của ba tôi không á. Biết. Thành ra tôi kêu là ông Bảy Đò. Tôi còn không nè. Biết mà. Sao mà biết tên ba tôi? Hồi xưa đó tôi cơm bưng nước rót cho ổng mà. Ta nói hộ cơm tận giường luôn á. Ta nói buổi chiều tối là xa bóp đồ. Cái gì vậy? Hồ cơm tận giường hả? Ờ. Bà là vợ bé ông phải không? Phải không? Tôi nói cho bà biết nha. Bữa nay tôi thay mặt má tôi nè. Ba tôi chết rồi, má tôi cũng chết rồi, còn thằng con còn sống đây nè. Thay mặt cha mẹ tôi quýnh bà nè. Ê, cái tật không bỏ hả? Bà dụ dỗ ba tôi hả? Dám không? Hả? Ông dám quýnh tôi không? Tôi nói bây giờ ông dám mà đụng tới cọng lông chân một cái là tôi mới sợ ông đó. Ông đụng tôi thử coi. Quýnh đi. Hồi nhỏ không võ làm gì đâu. Bà có tin rồi tôi đánh bà không? Đánh đi, đánh vô cái mặt tôi nè. Nè, đánh đi. Anh đi. Một cái bột vô trong mặt tôi đi. Bà. Đây nè. Biết ai không? Biết ai không? Anh Năm. Bà về đây làm cái gì? Hả? Nhà tôi về. Ai cấm? Nhà bà. Nhà bà. Xin lỗi bà nghe. 10 năm về trước, kể từ ngày bà đi bỏ tôi mới đi thành phố á. Bỏ cha con tôi bơ vơ đó. Coi như cái nhà này không phải là của bà nữa rồi. Tại sao tôi bỏ đi ông biết không? Tại sao? Ông nhớ không? Nhìn bản mặt tôi nè. Nè. Thấy cái thẹo này không? À. Đây là một cái. Còn trong mình tôi là 81 cái thẹo, muốn không tôi lột cả. Tôi lột cái chỗ coi nè. Giữa đường nghe.
có người đi qua đi lại kìa. Loại gì? Đừng có làm bậy nha. Thứ đàn bà cái tánh đầu tận nấy. Mà tôi đánh mà cái bể đâu. Bây giờ tôi nói thiệt với ông, tôi không có quỡn mà tôi về tôi thăm ông nha. Tại vì mấy đứa nhỏ nó có chuyện tôi mới phải về thôi nha. Chứ không phải tôi rảnh là tôi đứng đây tôi nói chuyện với ông. Nè, nhớ rằng cái nhà của tôi không phải là quán trọ, muốn ghé nào ghé nha, miễn về đó. Tôi cứ về làm gì tôi. Về mấy đứa nhỏ. Cười khi dễ đó. Mấy đứa nhỏ. Trời ơi, làm tôi thằng này ngu lắm vậy. Ôm tiền ôm bạc lên thành phố 10 năm nay á, rồi bị mấy thằng kia nó gạt gẫm hết rồi. Tính về đây đặng kiếm chút cháu đi thành phố dân cho nó ăn ở giọng cái gì. Tôi đâu có ngu, tôi hiểu ruột gan bà hết rồi. Bà đừng có đi nữa, bà chờ tôi đó. Bà đứng lại. Đứng lại. Cơm chín rồi, cơm chín rồi. Mời mọi người nè. Thơm quá. Con, có mời cha xuống ăn cơm chưa? Con mời cha rồi. Hôm nay là má nấu toàn mấy món ruột của nhà mình không á. Đúng là má nấu, cái gì cũng xuất sắc hết á. Tôi nói nhìn rồi ngon nhức nhách luôn á. Còn nói thiệt không ai nấu ngon qua bằng má của con. Dạ. Vậy chứ hồi đó không có bả đó, ai nấu cho tụi bay ăn? Thì cha nấu. Mà nói chung là cha với má nấu ai nấu cũng ngon hết á. Với lại cha nhớ không, hôm bữa cha kho cái nồi cá gô kho tộ mà nó khét nghẹt mà nó vẫn ngon á cha. Cá gô kho khét ngon lắm. Thôi dạ, cha ngồi xuống ăn cơm với cả nhà nha. Thôi tôi không có được cái phước ở đâu. Cao lương mỹ vị quá ha. Canh chua tôm, thịt heo quay rồi. Tôi không có ăn mấy cái thứ đó được đâu. Mà cơm ăn hoài ngán lắm. Nấu mì ăn chơi. Thôi trời đánh tránh bữa ăn. Dạ. Có đứa nào ăn mì không? Đưa tay lên. Dạ. Con ăn cơm. Vậy là tôi bay theo phe má tôi bay hết rồi phải không? Im lặng rất là đồng ý. Cái gì đúng không? Được. Thôi kệ ông đi, bới cơm ăn. Ai không ăn thì thôi. Ta có lòng ta nấu cho ăn, không ăn thì thôi chứ. Bới cơm cha, ăn. Cha làm gì? Cha làm gì vậy cha? Dạ. Gì vậy? Làm gì á? Cái này kìa. Qua kìa. Gì vậy? Cha làm gì lấy củi tùm lum vậy cha? Gì vậy? Ranh giới. Kể từ giờ phút này, tôi bên đây, bà phía bên kia, từ đây chạy dài ra trước. Trừ hai đứa bay thôi. Muốn qua bên đây thì qua bên kia thì qua. Nhưng mà riêng của mẹ đây, tôi cấm ngạc không được bước qua đây nữa, bước nữa, nghe chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Được thôi. Bây giờ ông bên đó, tôi bên đây, thấy không? Ông ngoài trước, tôi ra ngoài sau. Ông đi ngoài đường, tôi vô trong nhà, thấy không? Nhớ cho kỹ nha. Từ đây qua đó là của ông à. Đúng vậy. Từ đây vô đây là của tôi mà tôi có cái bếp nha. Kệ bà. Muốn nấu nướng ăn uống gì thì tự động nấu ở bển nha, không qua đây nha. Dĩ nhiên. Mà tôi nhắc cho ông nhớ. Ủa gì cha? Bên giới đặt sẵn. Rồi sẵn. Nhớ nha. Tôi nói bây giờ ông có đem kiểu qua ông rước tôi cũng không có thèm nha. Sao kiểu làm như hoàng hậu vậy rồi kia kiểu rước chán trời, cái chán cái nhà này quá đi. Mẹ mới vừa nhóm đi là cái chân để bên đây liền thấy chưa, quên làm dữ à, coi chân tôi nè. Dạ cha, cháu ăn cơm hả cha? Ngon rồi mẹ, nó đi làm ghê, ngồi đó làm gì tôi. Má, cha định chia vậy rồi má cũng chịu vậy luôn hả? Chứ làm gì ổng giờ. Ổng cố tình, ổng chọc tức má. Ổng làm cho má bực bội bức bối lên, má phải bỏ nhà má đi nữa, hiểu không? Trời ơi, tao già chứ tao đâu có ngu. Ăn cơm đi. Nhà tao ở mất mới thì tao đi đâu. Nhưng mà... Kệ ổng đi, ăn cũng ăn này thôi. Ăn nấu ngon vậy không ăn thôi chứ. Ăn đi. Má ăn cơm. Thưa má ăn cơm. À mà nước mắt hai hàng.
ai làm cho tôi trễ chuyến đò ngang cho sông cạn nước à. Ồ, ôi dạ trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, sen này gai không à trời. Chạy hết trơn rồi. Đói quá. Làm ruộng mà ăn mì gói hoài loài ruột rồi. Ăn ba cái mì gói thì sao làm nổi. Đói quá rồi phải hát cho đỡ buồn, chứ tôi nghe tôi hát tôi còn thấy chán luôn. Hát dở với quỷ. Đói quá trời à. Cái gì? Chồng xíu thôi, đứng tìm. Cái gì vậy? Con mang cơm cho cha nè. Ủa phải không? Cha người ta cơm trời giỏi dữ vậy. Dạo này thấy cha làm ruộng cực quá trời à. Mà con biết á là cha ăn mì gói không à. Dạ. Sao đủ sức đúng không? Ừ. À. Ăn nhiều vô chơi. Ừ, cha biết rồi. Cơm ai nấu vậy? Con nấu cơm cho cha ăn đó. Mày làm sao biết nấu? Ủa, sao không biết nấu? Con lên thành phố con học, mấy đứa bạn thành phố chỉ con. Thiệt không á? Đừng bán đứng tao nha. Bán đứng gì? Cha ăn nhiều vô. Mày nấu tao mới ăn à? Ừ. Người khác nấu tao không ăn đâu nha. Ừ. Tao đói lắm à. Ngon không? Ngon. Đói quá rồi, cái gì cũng ăn cũng ngon. Ngon. Cha, nghĩa, cha, ủa, cha mắc gì? Cha, trời ơi, tự dưng ra ngoài ruộng ăn chi vậy cha? Ngu gì? Tao đất ơi trời, tao mắc nghẹn, mày phải vuốt chứ, mày đập cái văng cơm mới chẳng thế không? Cha tiếc gì mấy cái hộp cơm nó vậy, phải đập nó mới văng cơm ra. Sao không tiếc? Đây là hộp ngọc của trời, cái con. Trời ơi, cha lo gì, sau này con đi làm á, con kiếm bao nhiêu con trao cha bấy nhiều hết luôn. Thôi đi cô, ráng học đi. Lo cứ lo học rồi đừng có lo cái gì hết trơn á trời á. Nè, cái ngày mà thi đại học đó nha, tôi bán hai sào ruộng này tôi cho, tôi hứa là tôi làm. Ủa, cha bán hai sào ruộng rồi còn con cha cho gì? Còn đám sen kia tôi cho mày, có nhiều chuyện quá. Cha hứa với con rồi đó. Nó nghe nè. Dạ. Ngày mai đó nghe, con chạy ra chợ á, con mua nồi son cho ba nghe. Chi vậy cha? Về nấu cơm, tao nấu cho tụi bay ăn. Ba cho con mình ăn. Ủa? Vậy là có nghĩa buổi sáng cha nấu cho tụi con ăn, xong buổi trưa về má nấu tụi con ăn lần nữa. Chi cho cực vậy, trong khi á cả nhà mình ở chung có nhà. Nghĩa nói đúng á cha. Tự dưng cha đi chia ranh giới của cha với má ra làm gì? Xong nè, sắp tới đám giỗ ông nội nha, hàng xóm rồi dòng họ này kia, người ta nghĩ xấu gia đình mình nữa. Nè, đàn ông trai gì có miệng thì tại con giống cha thôi. Tôi mới không biết vậy, ở trong nhà này tao có quen con... Thấy không, có mặt mẹ đây tao cũng nói nữa. Sao vậy, tao làm vậy cho mẹ chán nản đi, mẹ sợ tao đi rồi. Mẹ làm gì nha? Tôi ở mắc mớ gì tôi phải đi đâu, ăn hết cơm rồi phải không? Nè, uống dừa đi, uống thấm giọng cho khỏe rồi chửi tiếp. Mẹ ơi. Ê, má mang dừa vô đi, má công hồi ba ổng sùm lên nữa. Từ lúc mà má đi ba không có cho hai anh em con uống nước dừa. Ủa gì kỳ vậy? Cầm coi. Ủa gì kỳ khôi vậy? Từ ngoài đầu bờ ruộng vô tới đây nha, từ ngoài kia vô tới đây, nguyên cái hàng dừa tao nói còn nguyên si, không thấy ai hái gì trơn. Dừa tao nói trái đầy vô tới nửa gốc, không ai hái. Ủa sao vậy? Ủa là gì vì tôi thích, tôi khoái uống nước dừa nên là ghét tôi là không có cho mấy nhậu uống hả? Hả? Tôi thích. Đây, 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 tao ngọt, tao uống. Ê, ê, ê. Ê, quên tao hỏi kỳ quá hả? Vậy là cái cơm này là má mày nấu rồi hả? Quên cái gì? Mày bắn nướng tạm phải không? Bây giờ ai nấu cũng được mà. Ừ, cha ơi, cha nuốt hết trơn rồi. Không có nôn được đâu. Ôi, hết rồi, ôi, hết rồi. Nha, hứng. Đi à. Đừng đụng với tôi nha, đừng có làm quen nha. Để mắt kể chuyện đời xưa cho tụi bay nghe. Hồi xưa đó hen, có cái thằng cha kìa, thằng cha cua má.
chả cua má màng chả biết má khoái uống nước dừa đó. Ta nói dừa từ ngoài đầu xóm vô tới đây là sạch bách, không có cây nào mà còn được trái nào với chả trơn. Ngày nào cũng xách ngoài dừa để cái cạch trước cửa nhà đặng cua má đó. Trời ơi, cái chị xa lơ xa lắc rồi, kể ra hoài mà có tin rằng cũng xé xác mà đâu. Cha, cha đừng có nổi nóng lên nữa. Một hồi cha lên cơn bệnh á, không mấy con chạy về nhà con lấy thuốc cho cha uống nha. Thôi. Không cần thuốc men gì hết trơn, trời ơi, để cho chết dịch luôn đi. Chửi quá là chết à. Gì? Bà trù tôi chết hả? Bà trù tôi chết hả? Bà ẩm trộn gia tài này hả? Còn lâu lắm cưng ơi. Thầy bói coi tôi nó, tôi 99 tuổi mới chết. Mà chết oan. Chứ nếu mà không có chết oan đó, 100 mấy chục tuổi mới chết. Khỏi ẩm gia tài, khỏi ẩm gia tài tôi. Hai đứa bay nè, bây giờ tao hỏi hai đứa tụi bay lần cuối nè. Tụi bay theo cha là theo má mày? Cha, sao cha nói gì kỳ vậy? Đúng rồi đó cha nói kỳ cục quá à. Cha là người nuôi tụi con trưởng thành, má là người 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau tụi con ra. Giờ cha kêu chọn người nào, làm sao tụi con biết chọn người nào? Còn tụi con chỉ mong á, cha với má hai người hả trở lại với nhau, gia đình sum họp không? Cha với má có nghĩ á, là sau này anh hai lấy vợ, con lấy chồng, cha với má phải ở với nhau, nương tựa nhau, tụi con mới yên lòng được chứ. Hả? Ai tựa ai? Ai dựa ai? Xin lặng đi, xin lặng đi. Trời ơi, tôi một mình, tôi bôn ba mười mấy năm trời trên Sài Gòn, một thân một mình, mà vẫn tự nuôi thân tốt, rồi nuôi những người khác tốt. Trời ơi, tôi đâu... Thì tại sao không ở Sài Gòn đi? Bây giờ đi làm cái gì? Gia đình này đang hạnh phúc, im ấm, bây giờ để sáu tụng tùm lum hết trơn rồi à? Hay quá, ông nuôi con hay quá. Nuôi con sao mà nó bỏ học mấy tháng trời không hay. Con nghĩa đó. Dâu à. Mày bỏ học hả Nghĩa? Con... Mày... Không, cha. Tại con thấy cha làm khổ quá. Con đi làm để kiếm tiền luôn mà cha. Cha bớt giận đi. Sao cha động tay động chân với nó làm chi vậy? Con với má khuyên dữ lắm luôn á. Chứ không bữa giờ là nó không dám về nhà luôn á. Thôi, con đi đây. Con trời ơi, luôn đây. Tôi làm đầu tắt mặt tối để lo cho tụi nhỏ nhỏ. Nó bỏ học. Nó coi cha nó không ra gì hết. Vui lắm à nghe. Bà có tin được tôi đánh bà không? Đánh đi, đánh vô cái mặt tôi nè. Nè đánh đi, đánh đi. Cái nhà của tôi không phải là quán trọ, muốn ghé đồ ghé nha. Biển về đó. Tôi cứ về làm gì tôi. Về mấy đứa nhỏ. Cười khi dễ đó. Ranh giới. Kể từ giờ phút này, tôi bên đây, bà phía bên kia, từ đây chạy dài ra trước. Trừ hai đứa bay thôi. Muốn qua bên đây thì qua bên kia thì qua. Nhưng mà riêng của mẹ này, tôi cấp ngạc không được bước qua đây nữa, bước nữa, nghe chưa? Cha với má có nghĩ là sau này anh hai lấy vợ, con lấy chồng, cha với má phải ở với nhau, nương tựa nhau, tụi con mới yên lòng được chứ. Hả? Ai tựa ai? Ai dựa ai? Xin lặng đi, xin lặng đi. Trời ơi, tôi một mình, tôi bôn ba mười mấy năm trời trên Sài Gòn, một thân một mình, mà vẫn tự nuôi thân tốt, được nuôi những người khác tốt. Trời ơi, tôi đâu... Thì tại sao không ở Sài Gòn đi? Bây giờ đây làm cái gì? Gia đình này đang hạnh phúc, im ấm, bây giờ để sáu tụng tùm lum hết trơn rồi à? Hay quá, ông nuôi con hay quá. Nuôi con sao mà nó bỏ học mấy tháng trời không hay. Con nghĩa đó. Dâu à. Mày bỏ học hả Nghĩa? Con... Mày... Không, cha. Tại con thấy cha làm khổ quá. Con đi làm để kiếm tiền luôn mà cha. Cha. Cha bớt giận đi. Chia ranh mà cũng ngu quá trời. Cái nhà bếp về bả. Muốn ăn mì phải đi xin nước sôi. Bây giờ có cái nón à, muốn để bàn để con không được nữa. Ra giới ngu thiệt. Gì vậy? Nhậu được không? Tầng ba mày đặt nhậu. Ủa? Ông
không nhậu được, mắc mớ gì tôi nhậu không được. Xin lỗi nha, kể từ ngày bà bỏ đi tới giờ đó, tôi thề không bao giờ đụng tới một giọt rượu nữa. Ê, nói thiệt, nói chơi tèo. Bà không tin bỏi mấy đứa nhỏ coi. Thiệt luôn hả? Đó tới giờ là không uống luôn hả? 10 năm nay không đụng tới một giọt rượu. Ồ, đã bay. Bữa nay phá lệ đi, phá lệ một cái tèo. Vô tèo. Vụ hả? Gì vậy? Đặt cái đầu này chưa có ngu. Phục vụ chưa tôi sai, lấy giấy tờ nhà đi chứ gì, đúng không? Má ơi, xin lỗi, muốn lấy tôi lấy cái rột, khỏi cần phục vụ ai hết trơn, trời. Đây nè, bữa nay phá lệ một bữa, hai mình nhậu với nhau. Xong, tôi hứa danh dự luôn, đi ra khỏi nhà tay trắng, được chưa? Ê, nói nhớ giữ lời nha. Danh dự. Biết cái tánh tôi nóng lắm á nha. Danh dự luôn mà. Ừ. Nhậu không? Chơi, sợ vô. Gì? Vô. Lấy con tay. Ủa thì xích vô lấy chứ không lẽ tôi phải bưng qua tôi hầu. Cho phép bước một chân qua đó. Rồi lấy được cái ly vậy thôi. Nè. Nhưng mà có ai nhậu cái chân như có tật gì không? Cái chân gì hả? Cái chân bên đây. Ủa ngồi sao uống được thì thôi chứ. Nhậu được phải thoải mái. Phải xích vô cho mệt. Dẹp bê củi luôn đi. Thấy mệt không? Vô cái coi. Khoan. Gì? Cái ly này của tôi phải không? Bà uống trước miếng này. Giống như vua chúa ngày xưa đó, trước khi ăn uống gì đó đã thấy dám mà phải thử. Mày chết là mày chết trước đúng không? Không phải chết, nhưng mà biết đâu phục cái thuốc ngủ ở trong này tôi sai lấy giấy tờ nhà sao? Rồi sao? Đồ mua đâu ngon hả? Bà bảy ù chứ đâu. Làm thử miếng này. Đã không? Đã không? Đó. Lâu lâu lỡ đã đã. Coi coi. Trời ơi. Ta nói bợm rượu mà uống cái ly cái trông như vậy mà không biết măng nhục hả tèo? Hả? Trời ơi bợm là người ta phải nhìn nè. Chạch bách. Không. Bợm là vậy nè tèo. Ha. Vô. Hết cho tôi à. Ba cái đồ quỷ này làm gì? Dạ. Sao mà ốc thiệt chứ? Trời ơi đốt đầy quá làm sao mà uống hết 100%. Ủa? Miếng làm miếng mồi coi. Mình lẫy lừng quá mà, bợm rượu lẫy lừng quá mà. Trời ơi. Ủa? Mà bà biết giọng hồi nào vậy? Nhờ ông á. Hồi xưa ông như cái hũ hèm nhớ không? À. Ta nói ngày nào về cũng xí lắc léo. Rồi xong cái quậy, ta nói quậy banh nhà lòng. Trong nhà là mấy mẹ con chạy tán loạn hết trơn. Ba hồi qua lối xóm núp, ba hồi thì ta nói chung gầm giường, gầm tủ gì, núp trốn được chỗ nào là trốn. Nhớ không, nhớ không? Tôi nhớ rồi đó, là tôi giàu tôi quậy là tình nó trốn đây rồi. Ừ. Còn Nghĩa góc kia. Còn Nghĩa ba hồi góc này, ba hồi chung gầm giường, gầm tôi á. Còn bà leo tới nóng nhà. Hả? À. Vô. Uống đi, uống trước đi. Trời, đó, thà là vậy, tôi mới dám uống. Chứ để tôi sai rồi bà lấy giấy tờ nhà tôi hả? Nói gì nè. Quá hớp rồi, dốt cái đất tôi. Quá hớp luôn. Nói được rồi. Hồi đó đó, tôi mà không có leo lên nóc nhà đó, à giờ này tôi xanh cỏ rồi. Ha. Tôi muốn toàn mạng với ông. Tại đó ông lên cơn cái là ông xách cây rửa bê lớn vậy, ông chạy cùng xóm, ông vượt má con tôi. Hai đứa kia là phải núp cho kỹ rồi, không nói tôi phải leo thoát nóc nhà. Tôi ngồi trời mưa nắng vậy cũng không dám xuống. Ha. Rồi tôi chờ cho ông ngủ say đó, là thằng Tình với con Nghĩa là phải đi mượn thang vác ra cho tôi tuột xuống. Rồi tôi mới bắt đầu tôi hầu ông. Tôi lôi ông từ cái đống ối, từ cái đống bãi chiến trường ông nhậu đó, tôi lôi vô tôi tắm rửa tôi lo cho ông xong rồi đi. Thu dọn tới nay nguyên một cái nhà ông quậy banh. Trời ơi, ta nói hồi đó nuôi con đã cực một rồi, hầu ông nhậu là cực tới 10. Bởi vậy chồng chúa vợ tôi mà. Phải giờ vậy con thôi. Chúa không? Giờ chúa ai? Tại sống bình thường thôi, trời ơi. Bà đậu gì nấu rượu cái gì cay dưới. Ủa rượu không cay chứ gì cay à? Rớt.
Bữa nay tại sao tôi uống cho bà dữ vậy không? Rồi dạ. Bà ở đâu? Dân chơi mà Tèo, đâu sợ mưa rơi Tèo. Bà còn rượu không? Chờ đó Tèo. Uống đi. Tôi với bà lâu lâu mới gặp nhau, mà hãy gặp nhau là không sai không về. Uống cho vui cả vợ chồng. Sao mà gặp mà uống hoài nó không sai. Vô cái tôi. Vô, vô, vô. Mình vô 100%. Vô, vô, vô. Mình vô cho hết chai này. Nhớ hồi xưa Tèo đi cua tôm Tèo. Tèo leo cái cây dừa của bà Bảy Mảnh đó Tèo. Nó nói té mà lọt nhớt cái quần ra ngoài á Tèo. Tèo nhớ không Tèo, bữa tới tôi cười muốn chết luôn á Tèo. Bà uống rồi, uống, uống. Đi cua gái mà hết chuyện, cua gái bằng dừa không á. Nói bà nghe, tôi với bà tình nghĩa. Dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng. Bao nhiêu con cái nó lớn hết rồi, đúng không? Nhưng mà bà ác. Dạ. 10 năm trước bà ác. Bà đi ra khỏi nhà mà bà viết thư lại cho tôi chỉ cái vỏn vẹn 2 chữ. Tôi đi. Tao nói nhớ tới cái vụ cái thơ. Tao nói tôi cười một trái luôn Tèo. Uống kể cho nghe. Hồi đó đó, ông quánh tôi quá mà. Ông quánh tôi như con không đẻ vậy đó. Chồng chúa vợ tôi. Đó. Rồi xong. Đây cái thẹo còn của cái thẹo. Ghim hận ngàn năm nha Tèo. Tại đó ông quánh tôi quá. Tôi sợ quá mà. Tôi ký gửi 2 nhỏ cho bà ngoại nó. Cái tôi mới nói 2 nhỏ ở nhà. Bà ngoại với thím Bảy lâu lâu qua canh chừng giùm tôi một cái. Tôi bỏ nhà tôi đi mừng ăn. Trời chia tay con mà. Trong bụng buồn lắm chứ. Tính là viết một cái bức tâm thơ dài như cái sớ luôn luôn á Tèo. Cái viết bắt đầu mở đầu cái tôi đi vừa tính viết nha Tèo. Chưa kịp viết chữ nha Tèo luôn. Ông nằm kế bên không biết ông ứng bà hành sao sản hồn cầm cái chén phan vô mặt tôi cái bợp. Trời ơi trời, tôi chán dám mặt mày tôi quảng hồn. Ta nói hồn dưới lên mày xách vỏ chạy. Chạy đi là cái thơ mới có 2 chữ. Tôi đi. Đó. Chắc tôi nằm mơ. Thấy gì thấy tôi quýnh lộn. Thấy quýnh tôi chứ gì. Không phải, mấy người học võ ngộ lắm. Người thấy quýnh lộn. Bởi vì võ giỏi á. Bởi vì võ giỏi để quýnh vợ không. Bởi vì cho nên tôi nói mà mốt tôi đi mừng ăn đó thì tôi phải học võ để tôi quánh chồng. Có khi nào tôi đi Tèo nhớ tôi không Tèo? Hả Tèo? Ơi. Cha, chơi, dậy chơi. Cha, chơi. Cha, sao tự dưng cha ngủ đây vậy? Cha. Hai. Cha. Đi nào á? Con nè, con Trình nè. Sao tự dưng? Trời đất ơi. Cái gì mà cha uống một mình, cha uống rượu vậy hả? Lâu lắm rồi tao mới uống lại á. Rồi cha uống với ai? Tao uống với má mày chứ ai? Cha uống với má. Ủa, vậy còn má đâu ba? Ai biết? Sao tự dưng cha không biết? Tự dưng cha uống với má thì tất nhiên má phải ở đây chứ. Má mày uống chứ tao, rồi tao xỉn rồi tao ngủ đây. Giờ bà ở đâu tao có biết đâu. Thôi. Tao nhớ rồi. Trước khi uống rượu với tao, bà nó uống với tao bữa nay thôi. Rồi bà sẽ ra đi. Ra đi? Chắc đi rồi. Ra đi là sao cha? Cha đừng nói con là má bỏ đi nữa nha. Thì bỏ đi đó. Cái gì vậy? Cha có biết là con với lại Nghĩa là khuyên má dữ lắm không? Cha không giữ má lại, tự dưng cha để cho má đi nữa. Giữ? Cái người muốn đi làm sao giữ được? Cha không có thương má gì hết á, cha không thương gia đình gì hết trơn á. Tao nói mày nghe, 10 mấy năm trước bà đã đi rồi. Thì tao coi như là bà đã chết rồi.
Cha nói vậy mà cha nghe được á. Cha có biết á là má á làm lụng á, gửi tiền chăm sóc cho tụi con từ nhỏ giờ không? Gửi tiền cho dì Tư nè, rồi lúc tụi con lên Sài Gòn cũng cho tiền tụi con nữa. Má lúc nào cũng quan tâm tới gia đình hết trơn á. Ủa mày nói vậy rồi cái tiền tao bán lúa tao gửi cho mày rồi mày làm gì? Trời ơi trời. Trời ơi, tiền bán lúa không đủ tiền tụi con trả tiền nhà trọ nữa. Tiền nhà trọ trên Sài Gòn á, nào là tiền ăn, tiền uống, rồi tiền học phí tùm lum nữa, làm sao mà đủ trả cha? Nè con nói cho cha biết luôn, cha có nhớ cái lần mà cha nằm bệnh viện ở trên Sài Gòn không? Cha cấp cứu không? Sao không nhớ? Thập tử nhất sanh. Lúc đó bay gần nửa căn nhà, vết thương vẫn còn đau nè. Vậy cha có biết tiền viện phí là bao nhiêu không? Mà tao có bảo hiểm. Con nói cho cha biết á, cái tiền viện phí á, cha bán 3 mùa lúa cũng không đủ trả nữa. Cha có bảo hiểm đúng không? Chỉ tính được 50% thôi, còn 50% còn lại á, là má cho cha đó. Má mà cho? Má cho chứ ai cho. Mà còn thêm một chuyện nữa, cha có biết không? Cha biết có cái quả thần ở trong người của cha, của một người giấu tên. Cha biết là ai không? Tao làm sao biết được, tao hỏi bác sĩ không trả lời thôi chứ cần gì tao biết. Cái quả thận đó là của má đó. Mày nói gì? Nói lại một lần nữa coi. Cái quả thận trong người của cha là của má đó. Sao lúc đó mày không, tới giờ mày không cho tao hay? Mày không nói thật cho tao biết. Má không có cho con nói. Mày giết tao rồi Tình ơi. Trời ơi. Đừng đi. Em đừng đi. Đứng lại. Cái gì vậy? Em đừng đi. Buông ra coi. Anh chờ em. Buông ra. Ông làm cái gì vậy? Hồi tối hôm qua là hai vợ chồng đã bàn bạc, đã tính toán sòng phẳng với nhau hết rồi. Không ai nợ ai hết á. Không nợ sao được? Một phần thân thể của bà đang nằm trong phần thân thể của tôi. Con nó kể tôi nghe hết trơn cái trời rồi. Ờ thì rồi trước tôi nợ ông, bây giờ ông nợ lại tôi vậy huề. Huề sao được con huề? Cũng huề. Chứ bây giờ ông muốn làm sao? Thì thôi tôi cho ông nợ luôn đó, khỏi trả luôn. Thấy gì? Nghĩa vợ chồng nợ nhau mới đúng chứ. Cả trăm năm lận đó. Anh không muốn xa em đâu. Anh đừng đi. Trời đất ơi, ở giữa đường giữa xác. Ông làm gì vậy? Em đừng đi. Người ta nhìn ông ơi. Ông tin ông không buông tôi nhảy xuống hồ không? Hai đứa lọt xuống hồ hết trời. Trời đất ơi, tôi chưa chết mà trời ơi, ông làm cái gì vậy? Thôi, đi qua, dắt xe qua đây. Đi qua dắt xe. Dắt xe làm gì? Chở tôi về. Về đâu? Về nhà chứ không lẽ về nhà người ta trời. Ủa? Nói vậy là em tha thứ cho anh rồi hả? Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Trời ơi, làm ơn nhớ giùm tôi. Thận mới ghép đau. Người còn yếu, nghe chưa? Muốn nhảy là nhảy, muốn tưng là tưng đâu. Nhắc mới nhớ, đau hả? Ừ. Đạp xe nổi không? Nổi mà. Giờ mình làm lại từ đầu nha. Đừng có ẻ nữa được không? Tại sao? Tôi vì cái tội mà ẻ này nè mà tôi mang nợ tới giờ đó. Qua lấy xe đi. Đừng ẻ nữa nha. Đó. Xe hoa mui trần. Có cái mui nào đâu mà không trần. Mời em lên xe hoa. Lên xe hoa của Vĩnh nha. Ngồi nha. Ngày Phương Nam vui lắm à nghe.
Ôi cha ơi, bởi vậy ta nói là có người có số là đúng rồi. Tự nhiên rớt cái anh một cái thịt heo lên giá là mình vô mánh. Ôi tiền nhiều để làm gì, đi du lịch chơi với người ta. Đi du lịch ở đâu, du lịch ở đâu đây? Hà Nội mới yêu của tôi, thủ đô mến yêu của tôi, là ngôi sao mai rạng rỡ. Tự nhiên người ta đang hát là mất hứng à. Để người ta hát mình đi, lũi vô chiên cho người ta ho. Chứ ra đi, không mua số đâu. Em hư quá à. Tự nhiên á, cái em làm anh hai tuột hứng à. Em giận bản thân của mình ghê á. Em quên bản thân của mình. Đau nè, đau nè. Ông mấy anh mượn tay đi. Anh đánh em luôn, anh đánh em. Bậy, ai làm vậy? Đàn ông không bao giờ quánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa, hiểu chưa? Thôi, được rồi, nó mua số giùm cho. Nhưng mà nè, tôi là thứ ba. Cả làng nè, ông kêu tôi là ba đó. Ừ, nhớ nha, ba đó chứ không phải thứ hai. Dạ. Thôi anh đừng có thương hại em. Hồi nãy nếu mà anh muốn mua vé số là anh mua từ đầu rồi. Sao á, em tội nghiệp cho nên anh mới thương hại anh mua vé số cho em chứ gì. Thôi đây tôi mua cho, tao mua bằng thiệt tình mà. Dạ. Đây lưỡi số cho. Trời ơi, cái này là không phải là thương hại, hiểu không? Dạ. Ủa mà em sao thấy lạ quá vậy? Mới tới đây lần đầu bán số phải không? Tên gì vậy? Dạ, em tên là Mật, quê em ở Đà Lạt á. Hồi nãy á, em nghe anh hát về Hà Nội, tự nhiên cái em bị nhớ Đà Lạt. Trời ơi, công nghiệp người ta, trời ơi, hát Hà Nội mà nhớ Đà Lạt luôn á. Trời ơi, công nhận tâm hồn anh quá trời âm nhạc luôn vậy, nó hát Hà Nội nhớ Đà Lạt luôn. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa, để người ta mua số cho. Anh là đang trúng mùa heo. Anh nuôi heo nay được giá bán tiền quá trời tiền luôn. Hồi nãy em vô là lúc đó là anh đang ao ước anh đi du lịch đó. Đi du lịch Hà Nội, anh làm một chuyến là chuyên diệt luôn, từ Nam tới Bắc, từ Bắc ra Nam luôn. Thích ghê á. Thích không? Dạ. Vậy muốn đi du lịch với anh không? Dạ muốn. Thế nói liền, muốn liền không suy nghĩ gì hết trơn à? Tại vì á, em từ cái lúc mà em tốt nghiệp đại học tới giờ á, em đâu bao giờ mà được hả đi du lịch hay đi chơi gì đâu. Em thèm cái cảm giác đó lắm á, với lại em nhớ quê em nữa. Tốt nghiệp đại học thì tao sao mà người ta không có làm nhân viên văn phòng, hay là người ta làm cái gì cho nó kiểu như nó nhàn nhã hơn. Tự nhiên đi bán số chi cực khổ vậy, giăng nắng tối ngày luôn, mưa gió. Tất cả là có hoàn cảnh hết đó anh. Hoàn cảnh sao đó? Đưa bàn tay cô bói coi. Dạ. Anh thấy chưa, nó ngoằn ngoèo lắm, nhiều sự khó khăn ở trong này lắm luôn á. Trời ơi, bàn tay này như là sắp có chồng rồi đó. Dạ không, em không có ai hết trơn, không ai thương em hết trơn á. Em khổ lắm á, hoàn cảnh nó đưa đẩy em vô cái này á. Hồi đó em làm nhân viên văn phòng bộ, em lãnh lương tháng mỗi tháng á, mà mẹ em chết mất. Cái gì? Thôi, mẹ chết rồi hả? Dạ không, ý là mẹ em bị lâm bệnh nặng á anh. Cái đợt đó là mẹ em bị phổi, cái xong em là phải kiếm tiền, phải mỗi ngày phải bỏ tiền vô mua thuốc cho mẹ em để mẹ em hết bệnh. Mà giờ nhiều khi á mà em bán vé số hả, ế quá, cái xong em phải lấy tiền vốn cũng mua vé số nè, em đắp vô mua thuốc cho mẹ em. Mà nhiều khi đắp vô cái không có tiền, không có trả lại tiền vốn cho bên đại lý á. Đại lý người ta gặp người ta chửi em hoài à. Em không biết sao, kiểu em bị mất hết lòng tự trọng luôn á. Người ta đạp em xuống tới tận cùng luôn á. Thôi đừng buồn. Đưa tay kia coi mẹ chừng nào mất. Mẹ chừng nào hết bệnh. Trời ơi, cái tay này. Không sao đâu. Chắc hình như là mẹ sắp có đứa con rể nên giàu lắm nè. Cho nên là có tiền cho chị bệnh cho mẹ. Sắp có đứa con rể ha anh. Dạ. Hồi nãy em nói em Đà Lạt. Dạ. Bây giờ anh đổi cái hướng du lịch Đà Lạt được không? Dạ được. Em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh được không?
anh hả? Chỉ một mình anh thôi. Dạ được, dạ được. Nhưng mà được. Nhưng em còn vấn đề nữa. Không, không sao, không sao. Tại vì đó, mẹ em bị bệnh cho nên nó là ngày nào em cũng phải bán vé số em kiếm tiền hết trơn á. Mà giờ em đi du lịch với anh mà em không bán vé số em không có tiền là giờ mẹ em á phải chở nặng nếu mà không uống thuốc á anh. Dễ thôi, có gì đâu. Anh sẽ ứng tiền cho em trước. Ví dụ mình đi du lịch 7 ngày anh sẽ đưa tiền cho em 7 ngày luôn. Em để nhà cho mẹ em đóng tiền. Anh ơi, thiệt luôn á, em hình như là kiếp trước á, em làm cái gì tốt lắm luôn á. Cho nên em mới gặp được anh đó, một người đàn ông mà em hiểu điều mà trên thế giới này muốn tiệt chủng hết luôn á. Không có người đàn ông nào mà vừa hả, và phong độ như anh mà kiểu mà vừa tốt bụng mà đàng hoàng tử tế như anh em chưa bao giờ gặp được á. Tại sao tới bây giờ em mới gặp được á trời. Bây giờ anh sẽ mua hết vé số này luôn. Anh sẽ ứng cái tiền mà lương mà hướng dẫn viên du lịch cho em đó trong vòng 7 ngày ứng hết luôn. Anh ứng liền cho em hết luôn. Anh có tiền mà mới bán heo mà. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhưng mà giờ không có tiền ở đây, tiền anh để nhà. Mình đi về nhà. Về nhà anh sẽ ứng tiền cho em. Dạ. Nha. Dạ. Đi. Đi. Em đâu biết đường đâu. Đi theo anh đi. Đi về nhà. Dạ. Đi nhà bên này. Dạ, đây, tới nhà anh rồi. Dạ. Ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh, một túp điều chanh hai quả tim vàng. Đi vô phòng nghe anh lấy tiền đưa cho. Dạ. Đi anh để tiền đâu ta? Trong căn phòng. Hay là em ngồi đây em đợi được rồi. quên. Dạ. Quên. Rồi, em ngồi đây rồi anh vô lấy tiền ra đưa cho em. Dạ. Chạy nhé. Nhà cũng được giữ ta. Đây. Tăng. Dạ. Bây giờ tạm thời em cứ giữ như đó đi ha. Dạ. Rồi đi về nếu mà vui vui á, không chừng anh thưởng thêm nữa. Thật sự luôn á, hồi đó giờ em chưa gặp người đàn ông nào mà vừa tốt bụng vừa tử tế mà vừa đẹp trai như anh nữa. Trời, đúng là con gái thiệt tình cưng gì đâu. Đó ơi. Ý đó ở đó hả đó? Ơi đây nè. Giờ này không ở nhà ngủ đi đâu vậy? Trời ơi, ngủ gì được mới ăn cơm. Chào con. Sao rồi cái vụ mà ông nói với tôi sao rồi? Vụ gì? Trời đất ơi, chưa già lãng cho nội. Cái vụ mà ông nói là đi họp nhóm đó. Họp nhóm gì? Điên hả? Ông điên hả? Cái vụ mà hợp nhóm ông nói ông bán hết cái lứa heo này, cái gom tiền rồi bao tụi tôi đi hợp nhóm nhớ không? Trời ơi, làm bộ thử bà thôi. Nhớ xong nhớ. Đó. Ai vậy? Con là cháu của chú đó đúng không? Thím nè, thím ba nè. Chào thím con đi. Chào con là con của anh chị thứ mấy? Bán vé số. Bán vé số lo đi bán đi con, chiều người ta sổ hết rồi. Còn nhắm không bán được 2 giờ đem trả cho đại lý. Nghe không? Chứ không thôi tới sát giờ mất công lăn lộn năn nỉ người ta mua tội nghiệp người ta lắm. Không. Mua hết vé số rồi. Làm vướng phải không? Sợ con đi bán cực. Mua hết cho con. Bây giờ về nhà ăn cơm với cha với mẹ đi, ngồi đây làm chi. Để cô chú nói chuyện nha. Dạ anh ba kêu em ngồi đây đợi anh ba. Cái gì? Anh ba? Dạ. Trời ơi, cái mặt gì làm anh hả trời? Cái mặt nào không anh? Thì là phụ nữ người ta kêu anh bình thường thôi. Mà làm gì ngạc nhiên vậy? Cảm giác không vui rồi đó. Ủa? Làm nghề bán vé số hả? Dạ. Rồi ngồi đây làm gì, bán hết về đi chứ. Dạ, anh ba kêu em ngồi đây chơi với ảnh. Ngồi chơi? Dạ. Ghé thăm túp liều chanh một quả tim vàng. Uống nước nha, để dạ. Anh vô chăm nước uống. Nhìn khó ưa thiệt. Bán vé số thì là bán vé số đi. Thấy không ưa được. Có đây, nước uống nãy giờ quên. Uống nước cho khỏe. Dạ, anh cảm ơn anh ba. Thấy trời nóng vậy đó, mà mình uống nước ấm nó khỏe. Bể bàn tôi bà. Tôi nói thiệt, tôi qua cái nhà này cũng gần trên dưới đâu cả ngàn lần. Mà chưa bao giờ mà tệ như cái lần này hết. Tôi gọi thừ lừ đi một đống nè. 2 cái ly nè. Mà rót cho một bên thôi. Chắc tôi khuất mặt khuất mày. Ơi, cứ làm gì thì từ từ cũng có phần thôi nè. Mày uống ly trà cho nó hạ quả. Đổ bà đi uống làm gì nữa. Tức, hiểu không? Làm gì tức? Trời ơi, nó nghĩ sao vậy, nhắc mới cho uống hả? Thôi khỏi đi, uống nuốt có trôi à.
Minh Trọng, Minh Khinh hả? Trời ơi, mệt thiệt chứ chứ. Không vui thì về đi, tự nhiên lại nhà ta nói chuyện này chuyện ê, bà đó. Bậy tầm bạ. Uống em. Dạ. Ê. Rồi xong. Tôi nói thiệt với ông á, con người của ông ha, thấy đó bỏ đăng thấy chăng quên đèn ha. Con người của ông gì một con bán vé số mà ông nỡ nặng nặng lời với tôi đúng không? Nè 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 nè, bà nói chuyện đàng hoàng nha. Nha, nói chuyện đàng hoàng nha. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha. Tôi không có cái gì hết á. Tôi cứ như là quanh năm đúng. Suốt tháng là tôi chỉ nói chuyện với heo thôi. Phải. Bây giờ phải cho một phần thời gian rảnh rỗi và tôi nói chuyện với người chứ. Ê ê, bình trà nó không có cánh chứ nó bay nha. Nó bay vô chỗ này nè nha. Chỗ đó đó. Nhưng mà cái vụ này là sao? Thì em làm hướng dẫn viên du lịch cho ảnh. Gì? Hướng dẫn viên du lịch? Nhà ở đâu mà hướng dẫn viên du lịch? Chà, quê em ở Đà Lạt. Ảnh tính là Đà Lạt cho nên là em dẫn anh đi. Em á thì em biết là không khí thời tiết nó sẽ như thế nào, ngày nào lạnh, ngày nào nóng. Nếu mà ngày lạnh á thì em sẽ mặc áo khoác cho ảnh. Còn nếu ngày nào nóng á em sẽ cởi áo khoác ra. Em á em sẽ chăm sóc cho anh thật là tận tình. Anh đừng có chơi nhiều nha. Đó, á bây giờ là tôi muốn đi du lịch Đà Lạt. Thì phải có người thổ địa Đà Lạt, đây là thổ địa Đà Lạt đúng không? Hướng dẫn tôi đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Thời tiết, mưa gió, lạnh lẽo, khoác áo vô, ấm. Thôi đủ rồi, bực mình nha. Tao không đi họp nhóm rồi. Còn du lịch Đà Lạt, rồi còn áo, giày, mở ga, đóng vô, bực mình nha. Ủa bà sao vậy bà Tư? Nè, tôi nói thiệt nha. Nói chuyện đàng hoàng nha, tôi còn tiếp nha. Mà bà thái độ đó hả? Thì... Thì sao? Thì sao? Thì sao? Thì... Thì sao? Dạ khỏi nhà tôi. Cái gì? Ông nói lại một lần nữa đi. Ông nhắc lại một lần nữa đi. Ông giỏi nhắc lại đi. Không bao giờ tôi đặt chân tới cái nhà của ông một lần nữa đâu. Cái tánh tình bà hung dữ, bà ác độc, bà xéo sắc. Bước ra khỏi nhà tôi. Nhớ đó. Vì một con nhỏ bán vé số. Mày tên gì? Em tên Mật. Đúng thiệt là cái đồ mật ngọt chết rồi mà. Tôi hận ông. Em có làm gì đâu mà tự nhiên chỉ chửi em quá trời luôn. Ôi có gì đâu, đừng đừng có buồn. Trời ơi có gì đâu, khóc nên không sao. Đừng có nghĩ ngợi gì hết. Bây giờ anh nói với em lại một câu là cuối cùng ha. Mình đi du lịch Đà Lạt chốc. Trời, lộn lỗ tai tao rồi. Trời, ủa mày như con voi vậy đó. Chạy đâu mà hối hả vậy? Dạ xin lỗi chú bự. Con đi gấp quá. Con đang buồn. Mà sao chú bự mặc đồ giống cây dừa vậy? Thôi, mày đừng có nói gì nữa. Mày có chuyện buồn gì mày nói tao nghe. Con buồn lắm. Cái gì mà buồn? Hôm nay con hiểu rồi. Cuộc đời này chỉ toàn là đau khổ, chỉ toàn là những chông gai, chả biết thế nào là đường ong rồi. Con không nói chú bự đâu. Đừng nói. Nhìn cái mặt con á là chú biết rồi. Con đau khổ gì rồi? Vì tình phải không? Thất tình phải không? Không. Nào đâu phải là vậy. Nhưng mà nó là như vậy á chú. Kinh nghiệm con. Kinh nghiệm mấy mươi năm rồi. Nhìn người nào là nhìn cái mặt thôi là biết người đó đau khổ vì cái gì. Nhất là cái mỏ con không? Nó tố kháo con đó. Ủa con thất tình ai vậy? Con đau khổ lắm rồi. Con không muốn nhắc tới anh ấy. Thì mà không nói phải không? Không nói phải chú về. Thôi mà. Người ta buồn người ta muốn nói mà. Tại người ta dẹo năn nỉ đi. Không phải. Này chú biết bà đó không? Đó hả? Dạ. Đó. Bà đó đó là Thanh Mai Trúc Mã với con. Từ hồi còn cởi đắp tắm mưa tới giờ. Cái gì cũng chia sẻ với nhau. Một trái ổi cũng chia cho nhau. Một trái cóc cũng chia cho nhau. Đẹp quá rồi. Thì hai bên đứa bay như vậy là đẹp rồi. Tại sao lại con là khổ là sao? Đó là dĩ vãng thời ấu thơ thôi. Vậy lớn là... lên tình cảm dạt dào. Vậy đó. Vì một người con gái khác. Một con nhỏ bán vé số bình thường. Ốm hơn con. Đâu có mất bằng con.
vậy mà mạt xác con ngoài đường, nói con mập này mập nọ, hất hủi con, tể bạc với con, đuổi con đi, con tức cái lòng ngực con. Ủa bán vé số ở đâu? Là ai? Nó bán vé số khu vực này nè. Nó tên cái gì ngọt lắm, nó tên Mật, nó tên con Mật, nhà ở Đà Lạt. Thôi, đừng có khóc nữa. Bây giờ con muốn đi theo tao. Đi đâu? Tự nhiên bắt tao đi à? Đi lại nhà hàng đó. Bà đó hả chú? Dạ. Chả cái tóc lại mới qua bển được. Đi chú. Đi. Biết là tình của con này đây. Nè. Anh ba ơi, bây giờ lên Đà Lạt á, em sẽ dắt anh đi một nơi này nè. Nhưng mà em sẽ hát xong rồi anh đoán chỗ đó là chỗ gì nha. Một chiều rừng gió lộng, một chiều rừng nhớ về cái đội thông. Bà đó, nói bài gì vậy? Đó là bài đội thông hay mộ đó. Anh có muốn lên đó không nè, em đưa anh lên đó. Thôi đổi bài khác đi. Tự nhiên mới đi du lịch em đưa lên chỗ đội thông hay mộ chứ vậy? Vậy anh nói gì đâu. Mình đi ăn uống gì đó, những thưởng thức những cái đặc sản của Đà Lạt đi. À vậy thì á, em với anh sẽ đi vòng vòng như nè. Vòng vòng xong em với anh sẽ đi khắp cái thành phố Đà Lạt luôn được. Ôi Đà Lạt ơi, trời bự thấy không? Đó, may là có mình mà người ta còn cả quẹt quẹt nhau nữa kìa. Ủa chú bự. Ba tới hả? Tới để mừng, chúc mừng đàn heo hình như là trúng phải không? Dạ. Tồi của con ta làm giàu mau quá ha. Dạ, trời, nói chung là trời thương. Năm nay con được mùa, heo bán được giá lắm. Chắc mình ăn ở có đức. Còn bấu da nhau nữa kìa chú bự. Ủa chú, đâu mà có, sao vậy, tí cài vậy? Con nghiệp nó lắm. Tôi gặp nó ở ngoài đường rồi nó khóc. Ê, trời sao nói gì mắc cỡ vậy? Mình phải nói sự thật đi con. Nó khóc, rồi tao thấy tội nghiệp quá mà không biết nó khóc cái chuyện gì. Trời nên tao rủ đi tới đây rồi có mày cho nó vui. Nói chung là con đâu không có chuyện gì hết trơn á. Đang vui mà, đang vui vẻ thì mình làm ăn được. Thấy không? Thấy con người ta có tiền ở sao có người núp có thấy chưa? Đúng rồi. Em qua đây ngồi, qua đây ngồi. Trời ơi, có gì đâu mà ngại. Ôi trời, trong mũi nhiều quá. Ôi trời. Mũi đâu, anh đâu thấy có mũi gì đâu. Không có mũi. Cái con gì đó, không phải. Không có mũi không? Mà biết tại sao có mũi không? Là vì có tao tới đây nè. Ngồi xuống. Thì có mũi à, phải không con? Đây, đây là chú cũng coi anh như con cháu trong nhà. Kêu bằng chú bự. Hồi đó bự lắm, tại giờ lớn tuổi rồi đó. Chào chú đi. Chào chú đi. Chào chú. Chào mà giống như nó khi dễ chú. Chào chú. Chú mệt. Bán vé số. Không sao trời. Khỏi dễ thương lắm, dễ thương. Có chừng bị tật á nha. Nhớ không lầm thì đây là một sinh viên quê ở Đà Lạt, có bà mẹ bị ung thư hay là lao phổi gì đó, rồi bệnh nặng, cho nên mọi người mà gặp cô gái này thấy thương lắm, hoàn cảnh thấy tội nghiệp, cho nên người ta không có tiếc tiền để mà giúp đỡ gia đình cổ. Đúng, chú nói đúng. Mật y chang vậy luôn á, y chang là đại học, tốt nghiệp đại học, rồi có mẹ bị bệnh, đó nên cần bán vé số. Bây giờ bệnh gì vậy? Hoàn cảnh tội nghiệp lắm, bệnh gì? Bệnh gì? Bệnh phổi. Vậy té ra là rồi nó là có làm gì chú không? Hả? Nhỏ này nó có làm gì chú không? Vì làm gì tao là sao? Đâu có làm gì đâu, mà tao thấy hoàn cảnh thấy thương, tao cho 20 triệu đó. 20 triệu? Để cho hoàn cảnh của người ta vậy rồi phải cho tiền cho người ta giúp đỡ gia đình ta chứ. Chú cho nhỏ này hả? Thì đó, thấy thương quá mà chịu nổi không? Có tiền trong người, hoàn cảnh một cô gái như vậy mà thấy thương không? Gái xa nhà, xa quê, có mẹ bệnh, cho nên mình phải giúp đỡ người ta là đúng thôi, chứ ta không có gì ân hận cái chuyện đó. Mà nãy giờ nói vậy là cô nhục lắm rồi. Nói lời nói nhục nó đau hơn là đánh, phải không cô gái đẹp? Chú vừa phải thôi nha.
con nể chú là người lớn nha. Cái này cái kiểu là giống như là về đó, nói thẳng là vậy đi. Như chú không được, con được rồi, bây giờ chú tìm cách chú phá hả? Chú chưa cà ăn rơ với nhau hả? Ê anh nói tôi sao không được nha, chú Bự là người lớn, anh không có hổn vậy nghe chưa? Anh gì cái con à, con cái số mày, con mày... thôi biết rồi, thông cảm hốt nó luôn á, thông cảm cho nó đi. Vì tình yêu mắt con bị hơi mờ rồi phải không con? Yêu... vì cô gái này vì sắc đẹp rồi con mắt con mờ rồi phải không? Yêu đâu, cái này là chỉ giúp đỡ thôi, yêu từ từ. Giúp đỡ trước rồi yêu sau, phải không? Cái đó tính sao đi? Trời ơi, cái mặt của nó hiện lên một chữ dại gái trên trán nó đụng nổi thôi. Ngơ mù quán mà. Mày lên tiếng đi chứ, mày ngồi mày im vậy? Hả mày? Mày ngồi mày câm mà mày không ói ra 20 triệu hả? Tao quýnh mày ói luôn nè, mày tin không? Nói đi con, trời cho mình một sắc đẹp, trời cho mình giọng nói dễ thương, sao mà mình không lo làm ăn, mà tại sao mình đi mồi chài hết người này người nọ hả? Lương gạt người ta như vậy là sao? Không có gì. Nên bây giờ em nói anh đi, là sao chú nói như vậy đúng không? Vậy nó trên mặt là nó biến con thành con ruồi. Ngọt mà chết rồi đó con. Bay vòng vòng cái cục bạc hoài vậy hả? Em xin lỗi anh ba, em không có muốn vậy đâu. Tại vì hoàn cảnh em khó khăn quá. Em xin lỗi anh, em xin lỗi chú, em xin lỗi chị. Thật ra là tất cả là tại vì hoàn cảnh hết á. Mọi thứ đó làm cho con phải làm mình một người xấu như vậy. Con cảm thấy rất là hối hận. Con không muốn làm như vậy nữa đâu. Em xin lỗi anh. Mày thấy chưa? Sao mặt nó ngu vậy? Rồi. Còn tiếc nhỏ đó. Đó. Đây này đó. Chú Bự. Nó thấy này là nó lừa gạt người ta hả chú? Thì tao nói nãy giờ mày không tin tao à? Trời ơi, sao đẹp mà đi lừa gạt vô uổng vậy ta? Chú Bự ơi. Ừ? Con nghĩ hết chuyện của con đây. Về dưới đây làm ý nghĩa gì nữa. Gì? Con đi về. Cái gì? Con đi về. Giận đuổi về chắc tình nghĩa bạn bè sức mẻ. Cái chuyện còn bạn bè hay không á là do hai đứa bay, chứ tao đâu phải là keo với dán chuột đâu. Mình về đi chú Bự. Thôi nha, chuyện của con tự suy nghĩ nha. Chú Bự ơi, về chú Bự. Trời ơi, chỉ vì một chút xíu nhẹ dạ cả tin thôi mà tình nghĩa bạn bè sức mẻ rồi tiền heo chưa tới Đà Lạt rồi, hết tiền heo luôn rồi. Yeah.